Em chào cả anh em ha. Hôm nay vừa xong còn mua pin cho anh khách về. Em gán làm tới chiều xong, mà không chịu đi Sài Gòn anh chị. Bộ pin này bộ pin 04 anh chị. Con này thì nặng 40 ly ha, lên chế ra ngang 430 rồi anh chị. Tay ga thì tay ga zin em bỏ ra em lấy lại ha. Nó giỡn chứ cái tay ga zin này anh chị. Nhưng mà em thì em hết cái cộng dây ga rồi ha. Cái cộng dây ga này nè, nè anh chị thấy cái đuôi nó dài đây đúng không? Còn gắn cái này vô là cộng dây ga nó ngắn. Nhưng mà nó ló gục dài ra, phải không? Cái này ló gục dài nè, còn này lấy ló gục ngắn nha. Thì buộc em phải gắn cái này vô anh chị, tại giờ em hết cái gục ngắn rồi ha. Thì em sẽ gửi cái này theo cho anh nha. Cái này á, cái tay này là nó sẽ hay hơn cái tay mới nha anh. Tay mới này nó không có lẫy nè. Tại vì cái máy bơm hơi nó chạy thông thảm ha, nó âm sầm không? Thì nó không có lẫy nè, nó có lẫy là dễ lắm nè. Anh chỉ cần bóp lên đây phải không, bấm lẫy vô. Bấm lẫy vô là cộng dây ga nó gậy xuống, thấy không? Nó gậy xuống nè, anh bóp nó cái này chạy ra nè. Nó thấy không, là nó sát nè. Thì những dòng, cái dòng mà có lưỡi gà này á, thì nếu mà ga khởi động thì anh gài cái lẫy lên nó sẽ dễ nổ hơn, giống như máy cưa vậy đó. Nhưng mà em nói em cho anh em này theo ha. Thì bữa nào mà có cộng dây ga mà gục ngắn á, thì em sẽ cho anh, chế chế thì cũng được nhưng mà nó xấu ha. Đó là cái này nữa em bỏ theo cho anh nè. Đó, thì cái bao này bữa ông chú kia ông kêu tuyển ông cái mà hết trơn luôn, còn cái em để cho anh nè. Đó, nữa anh móc đi đeo đây ha, anh muốn siết cần thì anh siết đây. Đó, đó siết thì nó hơi rút lại nè ha, tay nó lủng này hết miếng chì chày chứ không lủng gì. Cái anh khách này anh dễ thương lắm anh chị, anh tin tưởng, anh mua em mà nói anh hồi đó anh nói anh mua em hồi nào lâu lắm rồi, rồi anh kêu em ráp này nè, anh cọc nha nhưng mà anh không có cần hỏi gì á, anh nói gắn ráp cho anh cái máy là được rồi. Đó, thì cái này không phải là thiếu ốc nha anh chị, cái này không phải là thiếu ốc nha, tại vì cái này nó có chốt rồi nè, cái dòng đầu bò được có chốt còn đỡ lắm, là khỏi gắn ốc này ha. Thì con ốc này nó đây ha, để con hồi nó gớt ra đó. Mấy cái đầu bò này nó chống cỏ 100% anh chị, khó vô đây lắm, có vô mà vô mấy cái dây bồ á, miền Tây nó có mấy dây bồ anh chị đó. Rồi ha, máy đây. Thì anh này anh tin tưởng anh chị, rồi xong anh mua thêm cái máy cưa nè đó. Thì anh giống như là anh tin tưởng mình thì anh cứ kêu làm theo ý mình, nhưng mà cái tin tưởng nó hơi khó cho em, thà là anh kêu cũng dễ anh chị, còn anh kêu em tự làm á thì có thể là mình làm lỡ mình làm tầm bậy mất công người ta nói, bởi mình làm nhiều lúc nó tốt hơn người ta đặt nữa anh chị, tại người ta giao trách nhiệm cho mình mà đó ha. Thôi giờ em bếp máy cho anh chị xem ha. Đó, thì em để cái tay ga đó tay cho anh ha. Cái máy này nổ lại bao giòn anh chị, cô pin thì em bao anh chị ha, cô pin thì bên em làm rất là chuẩn ha. Những cái tay ga mới này á, anh em đem về đúng không, nhất là cái chỗ con tán này nè là phải lả đầu ra ha, để chạy nó xúc ra nha. Mà cái này là em lả rồi ha. Đó, thì em sẽ cho anh theo cái tay ga zin luôn, thì nữa em cho anh theo cái chắn cỏ với con dây đeo nữa ha. Đó, rồi cái tay ga đó. Đó, máy thì lên chế 40 này chạy nó nhẹ hơn anh chị. Đó, giờ em test ha. Thì em định làm cái bô pin 50 cho anh khách, nhưng mà anh thông cảm ha, tại vì chiều nay bộ em phải đi Sài Gòn gấp rồi. Đó, tại vì em coi mặt bằng cho anh với mẹ em ba mua nhà đó, thì em mới đi hỏi thăm vụ đất đai anh chị, chứ lỡ bị gì giải tỏa không quy hoạch chứ mất công lắm. Đó, bởi anh chị cũng thông cảm ha. Rồi thôi em test máy ha, là chút em đóng nè, em đóng mà em để đây sáng người ta mới lấy anh chị, tại shipper nó nói chiều nay mưa nó nghỉ, mà không biết nó có lấy không nha, nó lấy thì nó lấy, còn không lấy thì có thể là nó nghỉ đó. Thì em đóng em gửi cái xăng đó anh chị thấy không, máy bên em cái bình xăng zin nó còn luôn, mà đang hồi lùi rồi. Nhưng mà gắn bình xăng zin nó không có bằng bình này luôn nha anh chị. Bình này thì em bao, xăng zin em không bao ha. Cái nút tắt nằm sau lưng nha. Cái này qua ngày anh khởi động anh bóp cái vú đây, đóng lè, tại vì là đóng nha, giật nổ xong anh mở lên ha.
lên cái chế này nó mạnh nha, nhưng mà nó đỡ hao xăng hơn chế phao chút xíu anh chị. Chế phao nó yếu hơn nhưng mà nó hao xăng hơn, tại chế này hỏng lớn lắm nha anh chị. Hả, chế 430 lận ha. Rồi thôi em chào ha. Rồi để em gom rồi chuẩn bị chút cho em không ngủ anh chị, tại vì phải kiếm một bằng tranh thủ mới được chứ ngày qua ngày tháng từ nhà anh chị đó. Thì mấy cái đồ của em anh chị làm xong hết rồi đó đó. Thì còn mấy cái gô pin anh chị, còn hai cái gô pin 50 với cái gô pin 351 nữa, thì để hai ngày nữa về em làm ha. Còn mấy đơn anh chị như là xong hết đó sao đó. Sáng giờ gửi quá trời luôn chị ơi, đóng mát luôn chị ơi. Quên nữa, còn cái mâm đồ này nè, mâm đồ này chút đóng với khách nè. À còn máy nè, máy anh khách đặt nè, Echo 3300 nè. Nó thì em mình chuyên dòng máy lớn, và anh chị cái dòng này á, thì nó rất là khó làm anh chị, nhưng mà biết rất là dễ chứ nó không khó gì hết trơn, rất là dễ, thấy chứ nó cũng dễ lắm, nhưng mà mình phải biết chút đỉnh nha anh chị đó. Rồi thôi em chào ha.